Thuận Nguyễn chia sẻ con đường gian nan khi theo đuổi diễn xuất, học trường sân khấu toàn học bổng loại giỏi. Có lẽ là mọi người cũng biết Thuận là qua là công việc là người mẫu, thi cuộc thi Nam Vương, xuyên suốt các học kỳ đều được học bổng và loại giỏi luôn. Vậy thì bây giờ Thuận Nguyễn và Titi là hai người đã làm nghề cũng không phải là quá dài nhưng mà cũng đây khá là lâu rồi. Thì hai bạn hãy nhìn lại cái chặng đường mà hai bạn đã trải qua, thì hai bạn đã thấy mình thay đổi như thế nào? Về hành trình của mình thì mình thấy rõ ràng là khi mà nhìn lại 10 năm trước thì mình rất là ngây ngô. Có những cái ví dụ như là về diễn xuất cũng vậy, lúc đó thì cũng diễn rất là nhạt, rất là không hay. Rồi sau đó thì mọi người cũng biết Thuận, có lẽ là mọi người cũng biết Thuận là qua là công việc là người mẫu, thi cuộc thi Nam Vương, sau đó mới chuyển qua làm diễn viên. Chứ mọi người không biết là Thuận đã có một cái lựa chọn cũng như là một cái sự đầu tư nghiêm túc trong công việc diễn xuất của mình. Có nghĩa là học hết lớp 12 xong là mình đã vào trường sân khấu điện ảnh để mình tập trung và nghiêm túc cho con đường mà sự nghiệp diễn xuất. Và mình học ở trong đó, tốt nghiệp và có bằng đàng hoàng nha mọi người. Không những vậy là xuyên suốt các học kỳ đều được học bổng và loại giỏi luôn. Cho nên là tiếp theo đó thì mình về sân khấu diễn được 1-2 năm và tham gia game show rất là nhiều. Sau đó là mình quyết định đi thi Mr. Global để mọi người biết đến nhiều hơn. Và sau đó là mình chuyển qua điện ảnh. Về cái cột mốc mà lớn nhất cái hành trình của em, chắc là sự kiện em tham gia series Cô Giáo Khánh. Cho nên là khi mà nói về Skun TV thì mặc dù là khá là mắc cỡ và không dám coi lại những cái vai diễn mà mình đã từng thể hiện, nhưng mà đó là một cái cột mốc rất là đáng nhớ, một kỷ niệm rất là đáng nhớ và mình rất là trân trọng cơ hội đó. Có phải đây là lý do mà Phương đã chọn cái mẫu này để diện cho nail của mình ngày hôm nay không? Thật ra là ngày hôm nay khi mà được nhận lời mời tham gia chương trình của Điện ảnh Net và cũng là của nhà Gian á, thì mình rất là vui. Vì như em chia sẻ, Skun TV là một sản phẩm của Gian. Gian News là nơi gọi là một cái nôi để mà cho em quyết tâm hơn đi theo con đường diễn xuất. Và cả công việc sản xuất chương trình đều là bắt nguồn từ đây, tiếp cho em rất là nhiều đam mê, cơ hội, kinh nghiệm và mối quan hệ. Và cho nên là em muốn kỷ niệm một cái sự đặc biệt chút xíu, là em phải mới tối hôm qua thôi em mới nhờ một người bạn bên Nailstick là làm cho em một cái bộ. Em đưa ra yêu cầu là thứ nhất là phải có logo của Gian nè. Gian nhưng mà Gian chung thôi nha, Gian không có phải là Gian TV hay Gian News gì hết, mà đối với em chỉ đơn giản là Gian thôi. Và một cái điều đáng nhớ thứ hai của em nữa đó chính là Skun TV. Skun TV là một tên gọi khác, tên gọi chính thức của series Cô Giáo Khánh. Mọi người thì vẫn quen gọi là Cô Giáo Khánh nhiều hơn, nhưng mà tên chính thức là Skun TV. Thì nếu mà nói là Gian là cái nơi để mà cho em có cái khởi đầu về con đường sản xuất, con đường làm một producer, thì có thể gọi là Skun TV là cái nôi để mà cho em bắt đầu vào con đường nghệ thuật. Thì đây là những cột mốc đáng nhớ nhất đời của em. Dễ thương quá.